Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trốn Sammy chơi game lúc 3 giờ sáng. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hỡi, với điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Và ngày hôm nay, như bạn đang thấy thì mình đang có mặt ở trong Minecraft Một mình. Nếu như bạn không biết thì ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4, cũng chính là ngày lễ. Và ngày hôm nay chính là ngày mọi người ở trong Hero Team đi về quê hết. Cho nên là không có ai quay video chung với tôi bạn ạ. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay tôi mới tự kỷ, tôi vô đây tôi chơi game một mình nè. Đấy, nhưng mà không sao, sau khi quay video này xong cho bạn xem xong nha, thì ngay tức sáng nay tôi sẽ có một cái buổi đi Huế. Đó, tôi sẽ ra Huế. À, Sim với Sam về Huế rồi, cho nên tôi với Kai cũng tính là về Huế để thăm Sim Sam luôn. À không, phải nói đúng là thăm ba mẹ của Sim Sam. À, ok. Rồi, thì nói chung là ngày hôm nay tôi phải quay video để cho mấy bạn xem trước đã, rồi xong rồi tôi mới về Huế được, các bạn hiểu không? Đấy, thì hiện tại như bạn đang thấy thì mình đang có mặt ở trong một cái mini game có tên là One Block. Sao nhưng mà nó tên là One Block, nhưng mà mình vô thì mình thấy đó nó nhiều mà lóc quá, nó không phải là One Block mấy bạn ạ. À, nhưng mà chắc là do là nó tính một cái cục như thế này là một block nè. À chắc là như thế. Rồi ok. Thì mới đầu vô nha thì nó sẽ cho chúng ta một cái rương. Rồi, để tôi xem coi trong cái rương này có gì đây. À, có gỗ nè, cúp nè, đá nè, với lại một cái đôi giày. Ủa nó cho mình cái đôi giày trước để làm gì ta? Đôi giày giúp nhảy cao hay gì không? Ờ không có gì hết trơn á. Rồi có một cái tờ giấy để cảm ơn nè. Rồi ok. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu sinh tồn ở trong đây, sẽ đi qua bên từng những cái hòn đảo này để coi bên đó có gì nha bạn nha. Ok. Thôi, để tôi sinh tồn ở trong đây xíu chơi game cho đỡ chán trong thời gian mà tôi chờ đợi đến 10 giờ sáng các bạn ạ. À. Hiện tại bây giờ đang là 3 giờ sáng nha. Hiện tại bây giờ đang là 3 giờ sáng. Và bây giờ tôi đang buồn quá, không biết làm gì cho nên tôi vô đây tôi chơi game quay video cho bạn xem nè. Thấy tôi thương mấy bạn không? Đấy. Vô đây chơi game á. Ok, sau đó là tôi quay video cho bạn xem. 10 giờ sáng tôi sẽ bắt đầu tôi bay ra Huế đó, tôi sẽ quay vlog cho mấy ông xem. Ok. Qua bên đây, rồi ở bên đây thì chúng ta có nhiều đồ bên này phết. Ok rồi, lấy nè. Có solar bar nè, có cái cúp. Ui, cái cúp này đào nhanh nha, hay là đào được nhiều đồ không? Ui, đâu? Cục than. Rồi xong nó rơi dưới luôn rồi. Trời, có mỗi cục than mà cũng làm rơi nữa. Ok, lấy cục sắt nè, lấy cục than nè. Ok, lấy đồ. Nguy hiểm nha, nguy hiểm nha. Cái này là block nó ít lắm, đào mà không cẩn thận là rơi dưới là xong luôn á. Ok, qua bên đây. Tôi tưởng là tôi làm rơi mất cục sắt rồi chứ. Ok, tôi sẽ đào block đá này, tôi làm cái lò. Ok, sau đó tôi sẽ làm mấy cục sắt này thành cái gì ta? Người ta gọi là gì vậy? À, cái cúp sắt. Trời, lâu quá không chơi Minecraft sinh tồn cho nên là quên mất tiêu luôn. Ok, đặt ở đây nè. Sau đó bỏ vô đây làm cái que. Rồi. Ông phán tự tôi chưa nung sắt mà. Trời ơi, dạo này đầu óc sao các bạn ơi. Ôi, bỏ đây, bỏ cục sắt vô nè, sao nó nung lên. Ok. Rồi để tôi xem coi. Hòn đảo ở đây thì có rất là nhiều hòn đảo luôn, và nó có những cái hòn đảo mà nó có mấy cái rương trên này nè. Tôi nghĩ là tôi sẽ qua bên cái hòn đảo cù này đi. Ok, qua bên cái hòn đảo cù này nè. Mấy bạn biết để làm gì không? Gì vậy? Để tôi qua bên đó tôi lấy lông cù để tôi làm giường ngủ. Ok. Đấy, qua. Ui, mà khoan từ. Really, nigga? Cái con kiều mới đổi màu nữa bạn ơi. Wow, trời. Bây giờ tôi mới để ý nha, là có con kiều mới đổi màu nè. Vậy không được rồi, cái con này mình không thể nào mình giết nó được các bạn, mình phải giữ nó lại. Ok, mình sẽ lấy mấy cái cục len ở bên dưới này nè để mình làm cái giường cho mình. Nhưng mà tại sao lại là len màu xanh lá cây ta? Trời, tại sao lại màu của chị Camu vậy? Trời ơi, cái màu gì đâu mà nó phèn, không được, phải có màu xanh dương của tôi nó mới đẹp. Ơi, lấy cục sắt nè. Sau đó tôi sẽ làm cho tôi một cái cây cúp sắt. Dạ, yeah, rồi ok. Đi qua bên đây. Mấy con kiều này thì chắc là mình nghĩ là mình sẽ xây cái chuồng để mình nhốt nó vô. Ok. Rồi bên này là có cái con quái trên kia kìa. Mình sẽ đi qua bên đó thử đi. Nhưng mà trong lúc qua bên đó mình phải để ý chút xíu, không thôi là bị nó đánh cái là xong luôn á. Đúng. Mình sẽ làm cho mình cái giường nè. Ok, để tạm cái giường ở đây tí nữa ngủ. À, đây để cái giường này có cái cây nữa. Mình sẽ trồng cái cây này luôn. Bây giờ qua bên cái con quỷ xương này. Ôi, cái con này hơi nguy hiểm nha. Đi qua mà không cẩn thận là bị nó đánh là rơi xuống dưới đó. Nhưng mà bây giờ hết block rồi cho nên không thể nào qua bên đó được. Tôi nghĩ là tôi cần phải làm cho tôi một cái chỗ để tôi đào block mấy bạn ạ. À. Ok, làm cho tôi cái chỗ để tôi đào block nè. Cái giường rồi xong rồi, cái giường dưới rồi, trời ơi thiệt luôn á. Tôi đang đi lấy block để tôi đặt ở đây để tôi làm thành cái chỗ để tôi xây, mà ai về đâu nó rơi mất tiêu tôi cái giường dưới luôn.
Thôi chắc không sao, cái giường chắc làm lại được mà. Mình lấy thu đá cái đã. Mình tạo cái máy farm đá ở chỗ này đã bạn ạ. Ok. Làm lại bạn ơi, hồi nãy là hơi sai nha. Đây, đổ lava ra ngoài đây nè. Sau đó lava chảy xuống, sau đó là lấy cái cục này để vô đây. Đó là xong, là chúng ta sẽ được cái chỗ để farm đá. Chỉ còn... Làm lại, hồi nãy là hơi lỗi nha các bạn ơi. Hồi nãy là làm hơi lỗi thôi, bây giờ là được nè, thấy không? Đó, thấy không? Được, thấy không? Đào tiếp nè. Đó, được nè. Đấy, ok. Ê! Rồi xong, lên xuống lava luôn. Trời ơi là trời, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đứng ở bên đây để mình đào các bạn ạ. À. Ok, mình đào, mình farm đá để mình lấy... Lần này là tôi đã tính toán kỹ lắm rồi á, tôi xây như thế này mà nó vẫn còn không được, nữa là tôi chịu luôn đó. Ok, đào nè, coi được không, được không? Rồi, được, ok. Ui, cay rồi, hơi bị cay rồi đó, nãy giờ thua hơi bị nhiều rồi đó. Ôi, tôi phải chơi lại nãy giờ đó. Ok, rồi, tiếp nè, đào, ok. Rồi, thu thập một ít đá, đi qua bên kia. Ủa, không, nó có một con thôi, nó có cái đầu ở chỗ này, tôi tưởng nó ra hai con rồi chứ. Ok rồi, đi qua nè, bây giờ tôi sẽ đặt block đi qua, hy vọng nó không nhảy xuống để đánh tôi. Rồi. Cứu tôi, trời ơi. Giật mình mấy bạn ơi. Đau tim quá. Tôi mới vừa bị giật mình luôn mấy ông ơi. Trời, nó vừa nhảy xuống, nó vừa khách cái mình luôn á trời. Tôi biết ngay là nó sẽ nhảy xuống đánh tôi mà. Nhưng mà không sao, tôi đánh nó rơi dưới rồi trời. Ok, leo trên đây. Wow, ở trên đây nhiều rương quá vậy. Wow, nhiều đồ nha. Được. Lấy đồ. Ok, có thịt thúi nè, thịt thúi ăn tạm được luôn. Táo vàng. Wow, ngon. Bánh quy, bánh mì, thịt bò. Yes, ok. Đây, để kiểm tra trong lò nướng coi. Ui, có khoai tây nè. Từ coi còn không? Ủa gì đây, rong biển nướng. Trời ơi, được. Lấy hết mấy cục than trong đây luôn. Trời ơi, kỳ này là dâu rồi bạn ơi. Ui trời, trời tối rồi. Mình phải đi về để mình đi ngủ. Ok. Rồi, đi về đi ngủ thôi bạn ơi. Quên mất là nào, tôi làm mất cái giường rồi. Không sao. Bây giờ mình qua đây mình lấy lại len để mình làm cái giường cũng được. Đây tôi lấy màu vàng đi, ok. Nãy tôi lấy màu xanh rồi, giờ tôi lấy màu vàng đi cho nó thành một cặp luôn. Ok, rồi đó, lấy màu vàng nè. Rồi, khoan, hình như phải ba cục mới đủ. Ok, lấy thêm cục nữa. Rồi, nhảy qua đây. Rồi, đi qua đây. Sau đó là bây giờ là chế ra cái giường. Ôi, đã không có gỗ rồi mà còn phung phí kiểu này nữa. Ok, rồi bây giờ đặt ở đây. Rồi, ngủ. Yes. A few moments later. Rồi, sáng rồi. Bây giờ là tôi sẽ lấy bột xương nè. Tôi đem qua đây để tôi đâm chồi nảy nở cho cái cây của tôi. Sau đó tôi sẽ đào thêm ít gỗ nữa nha các bạn nha. Cái con kiều này ra chỗ khác. Tôi đào gỗ cái con này. Nó che mình. Con này. Nó có che mình hoài bạn ơi. Nè nha. Một tí nữa tôi giết và tôi làm thịt luôn nha. Rồi, đi qua bên đây. Bây giờ á, mục tiêu của mình tiếp theo là mình sẽ đi qua bên cái chỗ nào vậy ta? Có chỗ nào đẹp đẹp không? À, bên đây có cái sa mạc nè. Để qua thử bên cái sa mạc coi nó có gì không nha các bạn nha. Mình nghĩ là chắc mình không dùng gỗ đâu. Dùng gỗ thì phí quá. Mình sẽ dùng cho mình cái đá đi. Mình sẽ đào tiếp. Ok. Rồi, xong rồi, dùng lá bả luôn. À, ok, đào. 1 hour later. Rồi, ok, từ nãy giờ cũng đào được khá khá nè. Bây giờ mình sẽ qua bên cái hòn đảo sa mạc để coi bên đó có gì nha các bạn nha. Hey, bình thường sinh tồn quanh lóc á bạn là mình sẽ có Sammy ở bên cạnh. Sammy sẽ chơi chung với mình. Còn bây giờ có mỗi mình mà buồn thiệt sự luôn á. Ok, đào lấy cái cục xương rồng nè, sau đó đi qua đây. Tính ra là cái rương ở bên xương rồng nó cũng không có gì xịn hết bạn ơi. Không có một cái gì xịn hết. Bây giờ mình sẽ qua bên hòn đảo bên đây đi. Hòn đảo bên đây có cái cây bạch dương nè để xây nhà đẹp nè. Hay là bây giờ tranh thủ đang có block tôi qua hết tất cả các hòn đảo luôn để coi nó có gì nha các bạn nha. Ok, gần cây bạch dương là có gì đây? Cung tên, mũi tên, rồi táo nè. Ok, với lại mầm cây. Rồi, tiếp theo là hòn đảo bên này. Ui, hòn đảo bên này là phải bắt cua nha. Khó à. Ok, đi qua luôn. Đi qua nè. Rồi, ok, đoạn này là phải bắt cua lên nè. Cái này bắt cua sao ta? Hình như cái dây này leo được đúng không? À, leo được. Nhảy lên trên đây, sau đó nhảy lên cái dây leo. Rồi, nhảy lên dây leo nè, sau đó đi qua đây. Ôi da! Ui, cây dây. Nhảy lại nè. Ok, rồi qua bên đây nè, sau đó là đặt vô một block đi nha. Ok, đặt vô một block rồi đi lên. Ok, vậy thì được nè. Như thế này thì nó mới cho bạn à. Trời ơi, khổ thiệt. Cái trái gì đây? Rồi xong, nó rơi ở dưới luôn rồi. Ok, rồi lên trên đây. Bây giờ mình sẽ leo trên đây. Rồi, ok, có cái rương nè. Kim cương. Trời ơi, thứ tôi thích nhất. Quá là đã luôn. Redstone nữa nè, lấy redstone luôn. Ok, có cái gì không dùng bỏ lại không ta? Hình như là cái gì tôi cũng dùng hết trơn á. Không có gì để lại hết trơn. Ok, có kim cương là được. Rồi, ăn tí khoai tây vô nè. Đó, bị đói mất tiêu rồi. Mình sẽ lấy táo mình ăn. Ok, ăn miếng táo rồi, đi xuống. Rồi, hòn đảo tiếp theo là thấy may mắn là được cái viên kim cương rồi nè. Đó, hơi bị xịn luôn. Rồi. Ôi, nhưng mà khoan, hình như từ nãy giờ tôi không để ý, ở bên này cũng có kim cương nữa nè. Nhưng mà
Đào viên kim cương này hơi nguy hiểm nha, đào phát lại rơi xuống dưới luôn á. Bây giờ cách nào để lấy được cái viên kim cương này không ta? À rồi, tôi nghĩ ra được một cách rồi. Hay, tôi nghĩ ra được một cách rồi. Tôi có cái xô nước ở đây. Ok, mấy bạn biết được cái cách mà tôi sắp làm rồi đúng không? Tôi nghĩ là bạn nào pro layer là mấy bạn biết rồi đó. Đây tôi đi qua nè. Ui bên dưới này cũng có kim cương nè. Ui, đi qua bên đây, mở cái rương ra. Ui ngọc lục bảo, lấy luôn, lấy cây kiếm. Ui có cây kiếm nữa nè, lấy luôn. Rồi nấm hả? Nấm này thì chắc để làm súp thôi, nhưng mà chắc mình không cần mấy chén súp này đâu. Ăn cũng không được bao nhiêu máu. Mà để trong rương á thì nó phí chỗ để mình để. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đổ nước xuống đây nè. Đấy. Sau đó mình sẽ nhảy xuống đây là mình có thể bơi xuống được. Hình như nó chỉ cho mình bơi có một chút thôi, mình phải canh. Ok, canh. Rồi đặt mấy cục đá vô. Ok rồi, bơi lên. Ok, múc nước lại. Rồi bơi lên trên múc nước lại, sau đó là đào cái đường này ra. Rồi bây giờ thì xuống lấy kim cương thôi. Trời ơi, quá là đơn giản, quá là thông minh, quá là pro luôn. Ok rồi, đi qua đây lấy kim cương. Yes, 4 viên. Ui, 4 viên à, mình sẽ có thể làm được cái gì ta? Tôi nghĩ là tôi sẽ làm cho tôi cái cúp đi, đào cho nó nhanh. Đấy, chưa gì là thấy là may mắn rồi các bạn à. Ok rồi, bây giờ là qua bên đảo con gấu trúc nè. Qua bên đảo con gấu trúc nè, nhưng mà hết block mất tiêu rồi, phải về đào thêm block thôi. Bây giờ tôi sẽ chế cho tôi một cây cúp bằng kim cương. Yes, chắc chắn là như vậy rồi. Trời ơi, cúp kim cương luôn là sự lựa chọn ưu tiên các bạn ạ. À. Ok, bước vô đây. Trời ngu chưa? Trời ơi, rơi vô lava luôn. Lấy cục thịt thối ra ăn đi cho đỡ phí. Ok, ăn cục thịt thối vô. Rơi vô lava luôn mới chịu chứ, thiệt luôn á trời. May quá, xém nữa chết cái là mất cái cúp kim cương mới vừa làm rồi. 1 hour later. Ok, đào từ nãy giờ cũng được khá khá rồi nè. Đau cổ thật sự luôn các bạn. Rồi ok, đi qua bên đây. Bây giờ mình sẽ đi đến hòn đảo tiếp theo là hòn đảo gấu trúc nè. Mình sẽ đi hết tất cả các hòn đảo luôn để xem coi bên đó có những cái gì nha. Ok, qua đảo gấu trúc. Quyền gấu trúc nhìn đúng dễ thương luôn á. Bên này thì chúng ta sẽ có một cái quả trứng. Ồ, ok, sau đó là 2 miếng dưa hấu nè, hạt dưa hấu nè và thanh tre. Từ từ để mình xem coi cái quả trứng này là quả con gì đây. Con vẹt. Ồ, từ từ. Ủa, con vẹt nó màu xanh màu của mình luôn nè các bạn. Ui, từ từ. Vẹt ơi, vẹt đừng bay xuống đó vẹt ơi. Sao bị ngu quá vậy vẹt ơi, bay lên đây. Trời ơi, con vẹt này. Trời ơi, tôi cứ tưởng tôi có thú cưng rồi. Ai dè đâu thú cưng của tôi nó ngu quá, nó nhảy xuống dưới luôn. Trời ơi, mà nó đúng màu của tôi luôn chứ. Thôi, 1 phút mặc niệm. Tạm biệt rồi, nó biến mất luôn rồi mấy ông ơi. Trời ơi, còn cái con vẹt ngu ngốc này. Trời ơi, okay, rồi đặt bài lóc đi qua bên kia tiếp. Để coi bên này có gì đây. Bên này thì tôi thấy là nó có ui, con axolot. Ôi, con này được, con này làm thú cưng. Trời ơi, nhiều kim cương vậy. Cái gì quá trời kim cương vậy? Rồi có thêm xô cá nữa nè. Trời ơi, nhiều đồ quá. Thôi bây giờ mình phải về mình cất đồ trong rương để mình giữ lại mới được. Thôi là rơi mất phí lắm. Tại vì kim cương á, mình không có cầm trên tay kiểu lớn ớ vậy được. Rớt phát là xong luôn á. Đúng. Rồi, tiếp theo nữa, tôi sẽ dùng cái thẻ tag này để tôi đặt tên cho con axolot của tôi nha các bạn nha. Ok, bấm vào đây nè. Để đặt tên cho nó là gì vậy ta? Mình nghĩ là mình sẽ đặt cho nó một cái tên thật là dễ thương. Ok, Kairon. Cái tên này chưa dễ thương lắm. Trời, Kairon sao dễ thương được. Mình sẽ đặt là Sammy đi. Nhưng mà Sammy hay lấy tiền quỷ đen của mình lắm, cũng không được. Tên này nhìn có vẻ dễ thương nè. Bé ngu. Ok, đó, trời. Mấy cái câu, mấy cái người mà hay được gọi là bằng bé, bạn nghe nó dễ thương lắm. Cho nên mình sẽ đặt tên cho bé này đi. Mà nhìn mặt nó hơi ngu, cho mình sẽ đặt tên cho nó là bé ngu nha bạn nha. Ok rồi, đó. Bây giờ thì mình sẽ đi về, mình đi ngủ. End of flashback. Đấy, bây giờ mình sẽ để con axolot ở đây nha bạn nha. Là con này là từ nay là thú cưng của mình nè. Hồi nãy cái con vẹt kia, đáng lẽ cái tên bé ngu hồi nãy là phải đặt cho con cái con vẹt các bạn, phải đặt tên cho con vẹt á mới đúng. Axolot thì đâu ngu, cái con vẹt hồi nãy nó mới ngu á. Ok, rồi qua bên này nè. Ui, bên này có nguyên một cái chuồng nhện luôn nha. Đấy, cái chuồng nhện ấy spam ra nhện đấy, cho nên là nguy hiểm à, mình phải đập nó luôn. Ok, đập nó. Không nên để nó tồn tại à. Ok, đập nó luôn. Bên này cũng chẳng có cái gì quý báu cả, cho nên mình sẽ qua hòn đảo tiếp theo luôn. Hòn đảo này thì là một cái hòn đảo sinh ra con Enderman. Ôi, hòn đảo này cũng không có gì hết. Ok, thôi mình đập đi cho nó giữ an toàn. Thôi tối là nó spam ra con Enderman, nó là chết tôi. Ở bên này lại là spam ra xương trắng, bên kia lại là spam ra zombie. Gì đâu mà nhiều lòng spam quá vậy? Ai mà biết được. Đáng lẽ là một dân pro layer thì người ta sẽ dùng những cái lòng này, người ta chế tạo ra mấy farm á các bạn. Nhưng mà hôm nay mình chỉ chơi có một tập thôi, cho nên mình không cần chế mấy farm đâu, mình đập đi hết. Bên này thì là
ổ rồng nè, ok được. Lấy quả táo vàng với lấy mấy cái mầm cây này. Ôi, hòn đảo bên này nguy hiểm nha. Hòn đảo bên này nó có thể spam ra được cái con Warden đó. Ok rồi, quá trời đồ luôn. Lụm. Ui, có giáp kim cương nè. Mặc vô, ui xịn nha, có giáp kim cương bạn ơi. Yeah. Hòn đảo tiếp theo là gì đây? Ui, trứng bò, trứng gà và thêm thịt gà và sữa. Ok, cám xê. Ui, hòn đảo địa ngục nè. Ê, tính ra mình xuống địa ngục được nè bạn. Hợp lý nha, mình qua bên địa ngục để mình làm người ta, mình giết mấy con Enderman với mấy con quỷ lửa để mình chế tạo một cái cổng đi xuống giết rồng được đó nha. Wow. Ê, nhưng mà như đây block hình như không đủ chế mấy ông ơi. Thôi kệ đi, không cần giết đâu. Lười quá. Hòn đảo tiếp theo là gì đây? Ồ, cà rốt, kim cương với lại vàng và rất là nhiều đồ luôn. Ok. Rồi, ok, tổng kết lại từ nãy đến giờ đi qua tất cả những hòn đảo thì tôi đã kiếm được khá là nhiều kim cương các bạn ơi. Hiện tại là tôi đang có 14 viên kim cương. Tôi có cái áo giáp kim cương nè, bây giờ tôi sẽ chế tôi một cái quần kim cương nè. Đó, sau đó là chế tôi thêm một cái mũ kim cương. Đó, rồi ok, ngon. Mặc chưa thử nè. À, trời ơi, full option luôn. Ê, mà như còn thiếu 2 viên kim cương nữa để tôi có thể chế tạo cho tôi một cái đôi giày. Đúng, mình đúng. Có nên qua bên kia đào mấy viên kim cương bên kia không ta? Ok, chắc là được đó. Được rồi, nhưng mà khoan, trước tiên là mình phải xây cho mình một cái nhà để mình sống đã bạn ạ. À. Ok, sinh tồn mấy bạn thì chúng ta phải cần có nhà. Tôi sẽ xây cho tôi một cái nhà bé xinh cho nhỏ ở chỗ này nha bạn nha. Ok. À, con Kiều tránh ra chỗ khác để anh xây nhà coi. Đây, đặt mấy cái block này lên đây. Mình xây cao tầm 3 ô đi. 3 ô là chắc là hợp lý nè. Ok rồi, sau đó là dài ra như đây đi. Rồi, 3 ô. Rồi, qua bên đây 3 ô nữa. Ui, vừa đủ gỗ luôn bạn ơi. Vừa hợp lý, vừa đủ gỗ luôn. Ủa, cái này hợp nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ xây cho cái tường của nó là màu nâu nha các bạn nha. Cái tường nâu đi. Rồi, cái chỗ này thì mình sẽ để làm cửa sổ nè. Giờ hiện tại giờ tôi không có nhiều cát. À, bây giờ tôi phải qua bên đây tôi đào cát. Nhưng mà nhiêu đây cát thì cũng không đủ để làm cửa sổ. Tôi sẽ làm cửa sổ bằng gỗ nha các bạn nha. Rồi, 9 cái nè. Đi qua bên đây, đặt ở đây. Đó. Rồi, ok. Vừa đủ luôn các bạn ơi. Này, bây giờ làm thêm cái cửa nữa. Cái cửa làm cửa gỗ màu này đi cho đẹp. Đó, màu này lúc nào mới đẹp nhất. Rồi, đi vô. Bây giờ là xây cái mái nhà nè. Rồi, ok, hoàn thành xong cái nhà nè. Đẹp rồi nè. Bây giờ là đi ra ngoài đây lấy giường ngủ với lại rương tủ rồi vô nó cất vô đó là được. Con Kiều này nha, tránh ra chỗ khác nha, một tí nữa anh đẩy mày xuống dưới luôn bây giờ đó. Ok, qua bên đây. Ủa cái gì đây? Trứng Warden. Ủa, có cái trứng Warden. Ủa, từ nãy giờ tôi không để ý nha, tôi có trứng Warden mà tôi không biết luôn mấy ông. Ui ui, căng à. Này là đánh nhau với con Warden là hơi căng rồi nha. Ok, rồi bỏ đồ vô đây đã. Rồi, để cái giường ngủ ra. Ok, cái nhà tôi hoàn thành xong rồi nè. Nhưng mà khoan từ, chúng ta nên làm gì với cái trứng Warden này đây bạn? Nên làm gì với nó nha. Không biết con Warden có dễ đánh không ta? Hay là bây giờ mình thử đánh nhau với nó thử xem. Trước tiên á là tôi sẽ chế cho tôi một cái cây kiếm kim cương đi. Còn hai viên kim cương là chế tôi cái kiếm kim cương. Ok, là có vũ khí đánh con Warden này nè. Tiếp theo nữa là tôi cần có cây cung. Ok, hợp lý, tôi sẽ chế tôi một cây cung nha bạn nha. Tôi đang có tờ nhện đây nè, que nè, sau đó tôi sẽ chế ra cây cung. Đó, vậy là có cây cung. Ok, lấy thêm đồ ăn, táo vàng các kiểu. Đây có táo vàng enchant luôn nha bạn nha. Rồi bây giờ tôi sẽ kiếm cho nó, tôi đánh nhau với con Warden mới được. Từ từ tôi sẽ ăn một ít đồ ăn vô. Rồi, sau đó là để giữ an toàn cho tôi thì tôi cần phải đi ra chỗ nào đó xa xa xíu để đánh nhau với con Warden này. Ok, sau đó là tôi sẽ chặn block lại phía trên như thế này để con Warden nó sẽ không đi ra ngoài được. Tiếp theo tôi sẽ để một ít cây xương rồng dưới đây để con Warden đó mà đụng trúng xương rồng thì nó sẽ bị mất máu đó, giống như tôi vậy nè đó, chơi ngu bị mất máu thấy không đó. Ok rồi, leo lên cao nè. Bây giờ tôi sẽ chặn lên trên cao. Tôi thì tôi chưa đánh nhau với con Warden bao giờ cho nên tôi không biết con Warden nó có khó đánh hay không. Ok, rồi tôi sẽ đặt block cao lên thêm một block đi cho chắc ăn. Cao thêm block nữa đi cho chắc ăn. Đó, 2 block luôn, cao cho chắc ăn. Rồi, bây giờ là lấy quả trứng Warden đây nè, đặt nó ra đây. Nguy hiểm quá ta, thấy rung rung ta. Đặt ra nè. Đó, ngay lập tức con Warden sẽ bị đánh. Ui, trời tối lại rồi. No no no, nó không lên đây được, nó không lên đây được. Yes, quýnh nó hơi, quýnh nó hơi. Ui, hình như nó đang phát ra cái sóng siêu âm này đánh mình các bạn ơi. May quá, mình đứng ở trên cao là sẽ không đánh được mình. Yes, quá định là gì? Trời, đặt lên cây. Nó đánh được. Bị cái xương rồng đánh chết thì thôi. Ok, tôi đứng đây tôi đợi nè, đến khi nào nó bị cái xương rồng đánh chết thôi. Ác quả, ác báo.
Ai, từ nãy giờ nó bị đánh nhiều vậy mà nó vẫn chưa chết ta. Tôi nghĩ tôi phải qua tôi đánh phụ mới được. Tôi sẽ lấy cho tôi có cái vũ khí gì để tôi đánh không? Không có vũ khí gì hết trơn. Cầm cây cúp qua đánh luôn. Mày, mày Warden à, Warden với chúng tôi. Warden, Warden. Ây da, trời ơi, nó đánh mình đang xa rồi các bạn ơi. Mày. Ây da, trời ơi, mất quá trời máu luôn. Không sợ, nó bị kẹt rồi, mình không sợ. Dù mình có chết, tôi phải giết được đó. Thôi mình chết rồi, thôi mình không giết nữa. Thôi mình chết rồi, mình không giết nữa. One hour later. Ui, nó chết rồi bạn ơi. Yes sir. Chắc chắn như vậy rồi. Để coi coi qua coi nó có làm rơi đồ gì không nha các bạn nha. Chắc là mình nghĩ là nó sẽ rơi cái món đồ đó xịn xịn cho mình. Hình như không có gì hết trơn luôn á. Thôi không sao, mình giết được nó, mình trả thù rồi được rồi bạn ơi. Ok, thì ngày hôm nay mình đã sinh tồn quanh lóc thành công rồi. Và mình đã giết được con Warden nha các bạn nha. Và nếu như bạn nào mà muốn mình giết luôn cả rồng Ender, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết và mình sẽ thực hiện cái thử thách đó của mấy bạn nha. Còn bây giờ hiện tại là đã 6 giờ sáng rồi, còn 2 tiếng nữa là tôi phải ra sân bay. Cho bây giờ tôi sẽ soạn đồ để đi Huế đây. Và tôi sẽ quay vlog cho các bạn xem nha. Nhớ xem vlog đó. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ để lại cho tôi một like, một share và nhớ subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của tôi nha. Còn bây giờ thì bye bye.